để trở thành fan cứng và nhận được những ưu đãi từ fan cứng với những quy hiệu rất ngộ nghĩnh, những đặc trưng riêng cho fan cứng, thì anh em hãy tham gia tính năng hội viên tại YouTube vừa mới mở trên kênh LNB của mình nha. Click vào đây và làm theo hướng dẫn thì anh em sẽ trở thành hội viên của LNB rồi đó. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. À, trống chỗ, trống chỗ. Ok, ok. Một đứa thăm dò. Alo, 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 alo. Cua không có vôi được mít tổng. Nghe nhưng mà không có vôi được. Nó bị lắc à. Ủa cua, em nghe mít tổng được không? Nghe được nhưng mà không có vôi được. Nó bị lắc, nó không vôi được. Vậy kinh đổi đi. Lúc nào được nha cô ơi. Nay được quay lên TV vậy. Dứt. Lên TV vậy. Cẩn thận nha, có nhiều môn như công lồn á. Hay nghe được nha, nhưng mà mọi người đi thì nhớ đi chung nha. Ok anh heo ơi, kiểu này là ông heo ông nhậu sắp mặt rồi đó. Say lắm rồi. Trên Dương Môn với lại Công Lôn á, một phái nữa không thấy. Ôi, ơi, ơi, ơi. Có tìm á. Nguy hiểm nha, xung quanh đều tìm mạnh á. Lên trên chơi thử không? Có biến gục vậy? Đây đây có biến về nha. Làm nha cô ơi. Phản nam kinh quá. Mình bị cái vòng kia bị thương đứng im luôn. Ủa nó đâu một thằng nữa. Một thằng chạy. Một thằng chạy ấy. Chắc Diêu Môn. Ủa thương nhân xa dữ vậy. Thương nhân hay xa anh em. Cẩn thận nha anh heo ơi. Còn bên anh cứ nhảy lên chia mình chạy. Để em nghiêu qua nằm cái nha, đừng theo nha. Năm dạng qua ngủ độc nhưng phải nào đó. Có ai mới ăn đồ ở bên khu cũ không hả?
Qua thử không? Qua thử không? Ok. Chạy vô anh em ơi, chạy vô. Bi mất 7x nha, cẩn thận nha Bi. Ok. Cẩn thận, chạy đi. Con Golo đang dí thằng kia. Nãy anh em không theo, giết được thằng cung lôn Minh Giáo đó. Nãy qua không kịp. Mít tổng thì vừa nãy là qua kịp đó, nhưng mà bấm vô voi không kịp. Nhậu, tập trung nhậu quá, coi chừng hồi bị lụm cái cẳng lên. Dễ đóng nha, phải mở nha. Bên hông đóng không? Thương nhân 4. Ồ, gì vậy? Chưa hết nhảy anh trai rồi. Giết hai à. Bây giờ là mình phải để cái này nè anh em. Xem team của mình có bị mất máu, mình sẽ nghĩ xuống. Lên 4 thử không anh em? Chạy nha anh em, chạy. Tên mạnh không á, tàn kiếm Minh Giáo cái kiểu. Mình vô trong luôn. Cẩn thận nha. Đang còn 15 người thương. Qua đây luôn nha mọi người. Đi xuống dưới không anh em?
Và năm lại bảo kê heo. Anh heo đừng có chơi chiêu anh ơi, nó quá thọc tới ông á. Có tem nha. Hay hay. Có biến dạo yêu máu nha. Ở đâu, phải đúng không? Chơi không? Ra ảo tượng luôn anh em, có biến cúp vô. Thần cơ để chim ra trước đi, khoan chơi chiêu, nó qua úp nó luôn. Chém cục máu đi anh em. Giờ nuôi thần cơ là đẹp rồi đó. Ngon lắm. Cua hồi máu đi. Qua sáo thử không? Để nghĩa một nha, từ từ. Cẩn thận nha, nguy hiểm á, con này không chơi á. Ok. Ôi nó bị khống chế mà không đánh được nó luôn. Để cô thăm nhà một nha, khoan heo nha. Một ổng. Còn ba team nha, nguy hiểm nha, cẩn thận. Còn ba đội quét luôn. Lại bốn luôn. Chờ chiêu lại anh heo ơi, từ từ. Đi luôn. Nó là bảo kích nha, chỉ tôn rồi đó. Cẩn thận, mình giáo chỉ tôn bảo kích. Win được. Ok. Nó dặm là anh em chết đó nha, cẩn thận nha. Nó lặn xuống heo lên chim nhá. Nó giảm xuống cái là nó miệng không chơi á. Ồ, vậy tính ra mình má lên từ TV luôn á. Hello anh em nha. À, anh em xem đến đây là biết làm gì đúng không? Những anh em nào mà chưa like thì nhớ cho mình xem một like nha anh em ơi. Những anh em nào mà chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh rồi nhấn vô cái chuông chọn nhận tất cả thông báo. Khi mà mình có live stream hay là up video lên anh em sẽ nhận được thông báo ngay nha. Ok, cảm ơn tất cả anh em.
Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Qua 4, qua 4. Bảo kích kìa anh heo ơi. Anh heo ơi, ăn một cái giết nó luôn. Bảo kích heo ơi. Nhanh anh ơi. Yeah. Yeah, 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 yeah. Hay quá anh em ơi. Quá nhanh và nguy hiểm. Rồi, ok. Xong rồi đó. Quá dữ. Hay quá anh em ơi, hay quá. Rồi, ok, cuối cùng cũng đã chiến thắng rồi anh em. Thì anh em thấy không? Con thần cớ vô đâm kinh lắm. Thêm con minh giáo nó bò vô nữa thôi, khỏi nói nhiều. Anh Bi đánh tàn kiếm không chế quá kinh khủng luôn, khỏi nói luôn đúng không anh em, quá dữ dội. Và nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh em của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút kia chuông kế bên để có thể nhận được những thông báo mới. Cảm ơn mình và up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.